Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Đàn bà thường thay đổi. Dinh thự Dayton không xa dinh thự Nan lắm. Các độc giả sẽ không ngạc nhiên khi chúng tôi đi từ dinh này sang dinh kia. Dinh thự tọa lạc gần bờ kè Augusta và trải dài dọc đường Jean-le-Cœur, cho nên người ta thân ái đặt tên là Jean-le-Cœur. Lối vào chính mở ra ở đường chim én, vua François đệ nhất đã tặng cho người tình để bà đồng ý làm vợ của Jacques de Prost, bá tước de Penthièvre, như ngài tặng lãnh địa công tước Dayton và chức toàn quyền ở Bretagne cho Jacques de Prost. Bá tước de Penthièvre để ông này đồng ý cưới nhân tình của vua. Mặt khác, nhà vua đã cố gắng làm cho món quà của mình xứng đáng với nàng Anne Daly xinh đẹp. Ngài đã cho bài trí dinh thự cổ theo gu thẩm mỹ mới nhất, trên mặt tiền màu sẫm và nghiêm khắc, như có phép màu nở rộ như những ý tưởng về ái tình, có những đoá hoa tế nhị thời phục hưng. Cuối cùng, vua đã tỉ mẩn cho trang trí cơ ngơi này, dễ dàng nhận thấy ngài cũng ngủ tại nơi này như nữ công tước Dayton. Hơn nữa, người ta đã bày trí đồ đạc các căn phòng thật xa hoa dương giả, và ngôi nhà được trang hoàng như dành cho một bà hoàng thật sự, và có lẽ còn hơn cả nhà dành cho nàng Eleanor trong trắng, ngự mội của Charles Quint và là vợ chính thức của François đệ nhất. Bà này ít khi xuất hiện trong xã hội và cung đình. Nếu bây giờ chúng ta sổ sàng vào phòng ngủ của nữ công tước lúc sáng sớm, chúng ta sẽ thấy bà nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc giường nghỉ, tựa mái đầu khả ái trên một bàn tay đẹp và luôn hờ hững bàn tay còn lại vào những lọn tóc màu hạt dẻ có ánh vàng. Đôi bàn chân trần của anh xó vào đôi giày nhẹ nhỏ nhắn bằng nhung đen, và chiếc áo dài bồng bềnh của bà hờ hững tạo cho thiếu phụ đỡm dáng một nét duyên khó cưỡng. Thật vậy, nhà vua đang ở đó, đứng tựa vào cửa sổ, nhưng ngài không nhìn nữ công tước. Ngài gõ ngón tay vào cửa kính và có vẻ ngẫm nghĩ sâu xa. Có lẽ ngài nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng là Charles Quint đi xuyên qua nước Pháp. Tâu bệ hạ, người làm gì vậy mà quay lưng như thế? Cuối cùng nữ công tước nói với ngài vì sốt ruột. Nghĩ những vần thơ dành cho nàng ái khanh. Và nghĩ xong rồi, trẫm hy vọng vậy, François đệ nhất đáp. Ôi, nói cho thiếp biết nhanh lên, làm ơn nhà thơ dương giả đáng yêu của thiếp. Trẫm muốn lắm, nhà vua nói tiếp, rất tự tin về tài quả vận dương giả. Ai khanh nghe nha. Cô đơn bên cạnh sông xa, long lanh nắng đã chan hòa hừng đông. Ta trông thần nữ rạng đông, khoe duyên trắng lối dần hồng thái dương. Ô kìa mái tóc người thương, xỏa tuôn vàng ống vương vương mắt sầu. Duyên đưa một thoáng mài cao, khiến ta đành đoạn cất cao giọng rằng: tiên nương trở lại cung trăng, vì nơi ấy vốn vĩnh hằng của em. Ôi, những câu thơ dễ thương quá, nữ công tước kêu và vỗ tay khen. Hãy tha hồ nhìn thần sảng đông cho thỏa thích. Từ nay thiếp không còn ghen với nàng ta nữa, vì nàng đã mang cho thiếp những vần thơ đẹp. Hãy đọc lại cho thiếp nghe đi, thiếp xin ngài. Hoàng sao đệ nhất vui vẻ lặp lại cho bà và cho mình những vần thơ nịnh đầm ấy. Thì lúc ấy anh lại giữ im lặng. Nàng sao thế hỡi gia nhân? Hoàng sao đệ nhất nói, chờ một lời khen thứ hai. Tâu bệ hạ, thiếp xin nhắc lại với ngài, đầy quyền hình hơn vào sáng nay chuyện mà thiếp đã nói với ngài vào tối hôm trước. Một thi sĩ đáng được tha thứ hơn một ông vua phong luôn mã thượng. Nếu mặc cho người ta xúc phạm đến người đàn bà của mình một cách hỗn xược, vì nàng ấy vừa là người tình, vừa là nàng thơ của ngài. Lại nữa, cô nàng độc ác, nhà vua tiếp lời với một cử chỉ sốt ruột, coi đó là một sự xúc phạm sao, chúa lòng lành. Tính thù hằn của nàng không thay đổi, nữ thần đồng nội dương giá của ta, và nỗi buồn của nàng luôn làm ta quên những vần thơ. Chúa thượng ơi, thiếp ghét nhiều y như thiếp yêu vậy. Và tuy nhiên, xem nào, nếu trẫm gian nàng đừng giận Benvenuto nữa. Đó là một kẻ điên không biết mình nói gì, và nói như đang đánh nhau, lơ đãng. Và trẫm trả lời rằng, ông ấy không có ý định làm cho nàng tổn thương. Mà khác, nàng biết, tánh khoan dung là lãnh địa của thần thánh. Nữ thần yêu quý, hãy tha thứ cho kẻ điên rồ ấy. Kẻ điên rồ, anh thì thầm. Ôi, kẻ điên rồ tuyệt diệu, đúng vậy. François đệ nhất nói, hôm qua trẫm đã gặp ông ấy và ông hứa sẽ tạo cho trẫm nhiều kỳ quan. Trẫm cho rằng đó là người có 102 trong nghề và sẽ tôn vinh trẫm trong tương lai, cũng như André de Sarto, Titian và Leonardo da Vinci.
Nàng biết trẫm yêu các nghệ sĩ của mình biết bao, nữ công tước yêu quý, vì hãy khả ái và độ lượng với người đó, trẫm xin nàng đấy. À, chúa tôi, trận mưa bóng mây than duyên, tánh khí thất thường của phụ nữ và tánh khí nghệ sĩ theo trẫm có nhiều nét duyên hơn là phiền. Xem nào, tha thứ cho điều mà trẫm thích, người yêu của trẫm ơi, thiếp là nô tỳ của người và xin tuân lệnh người, tâu bệ hạ. Cảm ơn nàng, đổi lại ân huệ của lòng tốt nàng dành cho trẫm, nàng có thể yêu cầu điều gì mà quyền uy vương giả làm được. Nhưng than ôi, ngài đã sang hẳn rồi và trẫm phải rời xa nàng, hôm nay còn phải họp hội đồng. Chàng thần, à, ông anh Charles Quint khiến nghề làm vua của ta thật là nhọc nhằn. Người có nhiều mưu mẹo thay vì tính phong luôn bá thượng, ngồi bút thay vì thanh kim, thật khổ thẹn. Trẫm nghĩ rằng thề trên danh dự quý tộc phải sáng tạo những câu chữ mới để đặt tên cho cái môn khoa học và sự khéo léo của các nhà cầm quyền. Từ giả, người yêu dấu tội nghiệp của trẫm, trẫm sẽ cố gắng tinh tế và khéo léo. Nàng thật sung sướng chỉ làm đẹp và trời đã phu cho nàng điều đó rồi. Từ giả nàng, đừng thức dậy, thị đồng của trẫm đang đợi trong tiền sảnh. Tạm biệt nàng và hãy nghĩ đến trẫm. Luôn luôn tâu bệ hạ và vẫy tay cho bà lần nữa để tạm biệt. François đệ nhất nhấc tấm thảm lên và ra ngoài để cho nữ công tước xinh đẹp ở lại một mình, trung thành với lời hứa, lập tức phải nói thế, suy nghĩ đến chuyện khác hơn là nghĩ đến ngài. Lập vì phu nhân đi tâm có bản chất năng động, nồng nhiệt đầy tham vọng, sau khi sôi nổi và dũng cảm tìm cách chinh phục tình yêu của nhà vua, mối tình đó chẳng bao lâu không còn đủ về tâm trí âu lo của bà và bà bắt đầu buồn chán. Đề đốc Brion và bá tước de Longueval mà có thời bà yêu, Jean de Boche mà bà luôn căm ghét, không chiếm nhiều bận tâm trong lòng bà. Nhưng từ 8 ngày nay, nỗi trống trải trong đầu óc bà đã được lấp đầy. Và bà bắt đầu sống lại nhờ mối thù mới và một tình yêu mới. Bà thù Cellini và yêu Ascanio, và bà lần lượt nghĩ đến hai người trong khi các cô hầu mặc trang phục cho bà. Khi chỉ còn việc làm tóc cho bà thì người ta thông báo ông thay thu Paris và tử tước Mạc Man đến. Họ là những người theo phe nữ công tước tận tụy nhất. Giữa hai bè phái trong triều, gồm phái của người tình thái tử là Jean de Boche và bà. Thế là họ đón tiếp bạn bè khi họ nghĩ đến kẻ thù. Vì nét duyên vô hạn, phu nhân đê tâm đưa tay cho ông thái thú nhăn nhúm và ngài tử tước tươi cười hôn. Ngài thái thú, bà tức giận nói và không có vẻ gì đùa cợt, và ra dáng thương xót mà không hề thoá mạ. Chúng tôi đã biết cách xử sự khả ố mà tên người Ý quê mùa đã đối với ngài, người bạn tốt nhất của chúng tôi, và chúng tôi vẫn còn rất bực tức. Thưa phu nhân, ông Desouville đáp, thay mặt trái của ông được rút ra, tôi vẫn xấu hổ vì tuổi tác và tính cách của mình còn bị kẻ vô lương đó sỉ nhục, và hắn không nể nang gì sắc đẹp và duyên sắc của bà. Ôi, anh nói, tôi chỉ nghĩ đến ông, còn về sự lăng mạ đối với cá nhân tôi, đức vua thật quá độ lượng. Nếu những kẻ nước ngoài hỗn xược đó đã yêu cầu tôi quên đi, và tôi quên. Nếu là vậy, thưa phu nhân, lời thỉnh cầu của chúng tôi chắc sẽ không được bà đón nhận, và chúng tôi xin phép rút lui mà không nói ra với bà. Sao, ngài Desdupin, tôi không phải là người lúc nào và bất cứ chuyện gì xảy đến cũng ủng hộ ông sao? Ông nói đi, hoặc tôi sẽ giận một người bạn dè dặt đến thế. Vậy thì, thưa phu nhân, chuyện là thế này, tôi tưởng có thể tặng cho bá tước de Marman quyền có một chỗ ở xứng đáng trong dinh thự hoàng gia mà bà đã cung cấp cho tôi. Và đương nhiên chúng tôi đã để ý đến dinh thự này, nhưng nó rơi vào tay kẻ xấu. Nữ công tước nói, tôi lắng nghe ông đây. Ông tử tước, thưa phu nhân, đã nhanh chóng chấp nhận. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại, ông ấy do dự. Ông ấy nghĩ đến tên Benvenuto kinh khủng đó mà sợ hãi vô cùng. Xin lỗi bạn Quimen. Ông tử tước được mặt man ngắt lời, xin lỗi. Ông đã giải thích không đúng vấn đề. Tôi không sợ Benvenuto. Tôi sợ cơn giận của nhà vua. Tôi không sợ tên thô lỗ đó giết. Để nói như phu nhân đây đã nói, điều mà tôi sợ là giết hắn ta và tước mất của hoàng thượng một kẻ bề tôi mà ngài quá gắn bó. Và thưa phu nhân, tôi mạo mũi khiến ông ấy hy vọng nếu cần sự che chở của bà sẽ không thiếu. Sự bảo trợ của tôi không thiếu với những người bạn, nữ công tước nói. Và mặt khác, chẳng phải ông có một người bạn còn tốt hơn tôi sao? Đó là công lý. Chẳng phải ông hành động theo mong ước của nhà vua sao? Hoàng thượng, Mạc Man đáp, không đích thân chỉ định Dinh Lê,
được người nào khác ngoài Benvenuto chiếm đóng, và sự lựa chọn của chúng tôi không cần giấu sẽ có vẻ như là báo thù. Và rồi nếu như tôi dám khẳng định vì tôi mang theo hai người bảo đảm, nếu tôi giết Cellini thì sao? Ôi chúa tôi, nữ công tước nói và để lộ hàm răng trắng khi bà mỉm cười. Nhà vua bảo vệ những người còn sống, nhưng tôi nghĩ ngài không lo báo thù cho những người đã chết, và sự ngưỡng mộ nghệ thuật của ngài không đảm bảo đến mức ấy. Ngài không còn nhớ nữa, tôi hy vọng, mà chỉ nhớ về tình cảm với tôi. Người đó đã lăng mạ tôi công khai và kinh khiếp, mặt ma là ông quên sao? Nhưng thưa phu nhân, ông tử tước cẩn trọng nói, hãy biết rõ bà đang bảo vệ điều gì. Ôi, ông đã hiểu hoàn toàn rõ, thưa ông tử tước. Không, nếu bà cho phép, thưa phu nhân, tôi không giấu bà điều gì hết. Có thể với tên quỷ đó, dùng sức mạnh sẽ thất bại. Vậy thì tôi thú nhận với bà rằng, chúng tôi sẽ dùng mánh khóe. Nếu hắn thoát thân khỏi những người dũng cảm giữa ban ngày và vào dinh thự, thì họ sẽ tình cờ tìm thấy hắn ở đâu đó ngoài đường vắng. Và họ không những có kiếm, thưa phu nhân, họ còn có dao găm. Tôi hiểu rồi, nữ công tước nói, và bà không hề đổi sắc mặt khi nghe dự định ám sát này. Vậy thì, thưa phu nhân, vậy thì, ông tử tước, tôi thấy rằng ông là một người thận trọng và không cần chán nản, quỷ thật. Nhưng về chuyện đó, thưa phu nhân, vấn đề nghiêm trọng đây thật vậy, và đáng công để chúng ta suy nghĩ kỹ. Nhưng ông nói gì đây? Ai nấy đều biết, và chính nhà vua không phải không biết con người đó đã gây cho tôi tổn thương nặng nề. Tôi căm thù hắn, cũng như chồng tôi hay phu nhân Jan. Và ôi thôi, tôi nghĩ rằng có thể hứa với quý ông, những coi gì vậy Isabeau, tại sao lại ngắt lời chúng tôi? Những lời cuối cùng này, nữ công tước trao đổi với một trong những tùy nữ hoảng hốt chạy vào. Chúa tôi, thưa phu nhân, Isabeau nói, tôi xin lỗi bà, nhưng nhà nghệ sĩ người Florence tên Benvenuto Cellini đang ở đó với một cái bình nhỏ thép vàng đẹp quá sức tưởng tượng. Ông ta rất lễ độ nói rằng, ông ta đến để tặng cho quý nương nương. Dạ, ông khẩn cầu được phu nhân ban ân được nói chuyện một phút. À, phải, ấy dạ, nữ công tước nói tiếp ra vẻ hài lòng khi lòng kiêu hãnh được xoa dịu. Và cô đáp lại ông ta như thế nào, Isabeau, rằng phu nhân chưa thay trang phục và tôi phải báo với bà. Tột lắm, có vẻ như nữ công tước nói thêm và quay về phía ông thái thú đang lúng túng. Kẻ thù của chúng ta muốn bù đắp và hắn bắt đầu nhận ra chúng ta có giá trị đến mức nào và có thể làm gì. Không hề gì, hắn không thoát thân với giá rẻ bèo như hắn tưởng. Và tôi không nhận lời xin lỗi của hắn ngay đâu. Hắn ta phải cảm nhận được sự xúc phạm của hắn và nỗi bực tức của chúng ta. Isabeau nói với hắn rằng cô đã báo cho tôi biết và tôi bảo hắn chờ. Isabeau ra ngoài. Tôi đã nói với ông tử tước mặt man, nữ công tước tiếp lời và hơi điều chỉnh cơn giận của mình. Là chuyện mà ông nói với tôi rất nghiêm trọng và tôi không thể hứa với ông điều gì hay tiếp tay cho một vụ sao hết là vụ giết người và mai phục. Lời thoá mạ đã quá rõ, ông thái thú cố nói. Sự sửa sai tôi hy vọng sẽ không ít hơn. Thưa ngài, sự kiêu căng đáng gờm này kháng cự với quân dương hãy chờ đó trong tiền sảnh của tôi, theo ý thích đàn bà của tôi. Và 2 giờ trong lửa luyện ngục sẽ đền tội đích đáng, nói thật cho một câu hỗn xược. Cũng không nên không có lòng thương hại, ông thái thú à, hãy tha lỗi cho ông ta như tôi sẽ tha lỗi cho hắn sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Tại sao tôi đối với ông lại ít hơn nhà vua xử xử với tôi? Bây giờ, thưa phu nhân, xin cho phép chúng tôi cáo từ bà, ông thái thú nói và nghiêng mình, vì tôi không muốn bậc nữ vương thật sự này buộc tôi hứa một lời mà tôi không giữ được. Ông rút lui sao? Ồ không đâu, nữ công tước nói, muốn có nhân chứng xem chiến thắng của bà. Tôi mong rằng ngài thái thú tham dự vào sự tủi nhục của kẻ thù và ông được dịp báo thù luôn. Tôi cho ông và ông tử tước 2 tiếng đồng hồ này, đừng cảm ơn tôi. Người ta nói rằng ông gả con gái cho bá tước đọt bét, phải không? Là một đam đẹp thật vậy. Tôi nói đẹp nghĩa là tốt, nhưng thưa ngài, hãy ngồi xuống đi. Ông có biết rằng để đám cưới này thành tựu phải có sự đồng ý của tôi mà ông lại chưa yêu cầu, nhưng tôi sẽ đồng ý với ông. Đọt bét cũng tận tụy với tôi như ông. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp và sở hữu cô bé xinh đẹp ấy, và chồng cô ấy sẽ rất vụng về nếu không đưa cô ấy đến triều đình. Cô ấy tên gì thưa ngài? Là Colomb, thưa phu nhân. Đó là một cái tên xinh xắn và dịu dàng, có thể nói là những cái tên có ảnh hưởng lên số phận. Nếu là vậy, cô bé tội nghiệp sẽ có con tim âu yếm và sẽ đau khổ. Vậy thì Isabeau, gì vậy? Không có gì thưa phu nhân, ông ta nói sẽ đợi. À phải, rất tốt, tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Phải, tôi lặp lại, hãy coi chừng Colomb, ngài Destouin,
Bá tước là một người chồng hợp giống như chồng tôi, cũng đầy tham vọng như công tước đê tâm ngu xuẩn và có thể đổi vợ mình lấy một lãnh địa công tước nào đó. Lúc đó hãy coi chừng tôi luôn thế. Nhất là nếu cô ấy xinh xắn như người ta nói, ông sẽ giới thiệu cô ấy với tôi phải không thưa ngài? Tôi phải tự vệ chứ. Nữ công tước rạng ngời khi đợi chiến thắng, nói rất lâu một cách buông thả, trong khi niềm vui nôn nóng của bà hiện rõ trong từng cử động. Nào, cuối cùng bà nói, thêm nửa giờ nữa và 2 giờ sẽ trôi qua, mình sẽ giải thoát tên Benvenuto đáng thương khỏi khổ hình. Nếu chúng ta ở vào vị trí của hắn, chắc hẳn phải đau khổ kinh khủng. Hắn không quen với loại công việc ấy. Đối với hắn thì điện Louvre luôn rộng mở và luôn gặp được nhà vua. Thật sự dù hắn xứng đáng đấy, tôi cũng buồn cho hắn. Hắn phải mòn cả đám tay, có phải không? Và không thể bày tỏ giận dữ nữa chứ. Tôi sẽ còn cười lâu. Nhưng chúa lòng lành, tôi nghe gì kia? Những tiếng nói chói tai, tiếng ồn ào. Có phải kẻ đền tội chan lửa luyện ngục rồi? Thái thú nói lại hy vọng. Tôi muốn thấy rõ điều đó. Nữ công tước nói, tái nhợt. Hãy đến với tôi, thưa các tiên sinh, đến đây nào. Benvenuto nhẫn nhịn vì các lý do mà chúng ta đã thấy để giải hòa với nhân tình được sủng ái quá nhiều quyền lực. Ngay từ hôm sau, khi ông nói chuyện với Primatis, ông đã lấy chiếc bình nhỏ bằng bạc mà vàng rất điềm tĩnh và khoác tay Ascanio còn yếu và tái nhợt khi trải qua một đêm lo âu cùng đi đến dinh thự Đê Tôm. Ban đầu ông thấy bọn gia nhân từ chối thông báo quá sớm với bà chủ và ông mất nửa giờ để thuyết phục. Điều đó bắt đầu làm ông rất bực tức. Cuối cùng Isabeau đi ngang và đồng ý báo cho phu nhân Đê Tôm. Cô quay lại nói với Benvenuto rằng nữ công tước đang mặc đồ và ông nên đợi một chút. Ông cố kiên nhẫn và ngồi trên một chiếc ghế đẩu gần Ascanio, mệt rã vì đi bộ, bị sốt và nhiều suy nghĩ rối rắm, đã cảm thấy yếu lắm. 1 giờ đã trôi qua như thế, Benvenuto bắt đầu đếm từng phút, nhưng sau hết ông nghĩ một bà công tước phục sức là chuyện quan trọng trong ngày, và hơn hay kém một khắc đồng hồ nữa ông cũng vẫn kiên nhẫn. Tuy nhiên dù suy nghĩ đầy triết lý, ông bắt đầu đếm từng giây trong khi chờ đợi Ascanio tái nhợt. Chàng muốn nín lặng không kể lể những nỗi đau đớn với thầy và dũng cảm theo ông mà không nói gì, nhưng chàng chưa ăn gì vào buổi sáng và dù chàng cố gắng chịu đựng, chàng vẫn thấy kiệt sức dần. Benvenuto không thể ngồi và chải sảo bước xuôi ngược. Một khắc đồng hồ trôi qua. Con đau à, con của ta, Cellini nói với Ascanio. Không, thật mà thưa thầy, thầy đau thì đúng hơn, hãy kiên nhẫn con xin thầy. Bây giờ người ta không thể trễ hơn nữa. Lúc này Isabeau lại đi ngang. Bà chủ của cô quá trễ rồi, Benvenuto nói. Cô hầu ma mảnh đi lại phía cửa sổ và nhìn đồng hồ trong sân. Nhưng ông chỉ mới chờ 1 giờ rưỡi thôi mà, cô nói. Ông than cái gì chứ? Mà vì Cellini nhíu mày, cô bỏ trốn và phá lên. Benvenuto cố gắng mãnh liệt, cố gượng thêm nữa, chỉ là ông phải ngồi xuống và khoanh hai tay im lặng và nghiêm nghị. Ông có vẻ điềm tĩnh, nhưng cơn giận của ông sôi lên trong im lặng. Hai người hầu bất động trước cửa nhìn ông với vẻ nghiêm túc, dường như nhạo báng. Một khắc đổ chuông, Benvenuto liếc mắt nhìn Ascanio và thấy chàng tái nhợt hơn bao giờ hết và sắp ngất xỉu. À thế đấy, ông hét lên và không chịu nổi nữa. Rốt cuộc bà ta quá đáng rồi. Ta muốn tin lời người ta nói và cố giảng hòa. Nhưng nếu họ muốn thoá mạ ta và ta không quen với ý nghĩ đó, nếu là một sự lăng mạ, ta không phải là người để bị lăng mạ. Dù là một người đàn bà và ta đi đây, đến đây Ascanio.